Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà nha. Hôm nay Vinh Gà sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái hồ sen để các bạn có thể trồng ở nhà. Các bạn có thể trồng ở nhà rồi là vui chơi, là các bạn nào có đam mê chơi những cái tiểu cảnh, những cái hồ sen nhỏ nhỏ như thế này thì là các bạn có thể làm nha. Mình hôm nay thì mình không có sự chuẩn bị, nhưng mà không có sự chuẩn bị để hướng dẫn các bạn chi tiết từ cách làm như thế nào, để chậu như thế nào, nhưng mà mình sẽ nói bằng lời nói để cho các bạn có thể thực hiện theo nha. Các bạn có thể xem video và thực hiện theo cái lời nói của mình. Đây là cái sen mini của gia đình. Đây nha các bạn, của gia đình mình nha các bạn. Thì cái kích thước của cái hồ này là như thế này. Đấy, cả súng nha các bạn, hoa súng đang nở rất là đẹp. Thực ra để nói, trong các bạn có một cái vườn nhỏ, một cái sân nhỏ ấy, là các bạn làm một cái hồ nhỏ nhỏ như thế này để các bạn trồng hoa súng, hoa sen, hoa súng rất là tốt nha các bạn. Đấy. Đây. Rất là đơn giản nha các bạn, chỉ là nó cái này thì nếu mà cứ cho là đường kính của nó bên đường kính của nó 2 mét đi các bạn, 1 mét, cái này tầm 1,5 mét rồi các bạn. Thế là các bạn xây gạch này, xây 10 hoặc xây 5 tùy các bạn, hoặc các bạn kè đá thế nào tùy các bạn, hoặc hơn nữa thì các bạn lấy một cái chậu, một cái ang mà cây cảnh cũng được, mà lớn lớn một chút, các bạn cho bùn vào đấy, các bạn cho bùn đấy, rồi các bạn đi mua cái cây hoa súng giống này, đây cái cây hoa súng giống này, đây bây giờ nó bám xuống dưới bùn này các bạn, mua cây hoa súng giống như thế về. À đấy, trong hồ có cả cá vàng đấy các bạn. Đấy, cá vàng đang bơi đang ăn trong này. Đấy. Thế thì các bạn có thể mua cái súng giống hoặc sen giống, hoặc các bạn xin về, hoặc bạn ra đồng bạn nhổ được cái cây hoa súng về các bạn trồng. Đấy. Thế thì là các bạn có thể là xem, các bạn có thể trồng thì trước khi trồng thì các bạn là có thể tùy theo các bạn có xây cái chỗ như của mình cũng được, xây chỗ như của mình này cũng được. Mà nếu các bạn không xây thì các bạn có thể dùng vào cái chậu cảnh, cái am trồng cây kiểng to đấy, các bạn là cho một ít bùn vào đấy, nó phải một ít bùn nhé các bạn, một ít các bạn cho vào đấy, xong rồi các bạn thả cái cây hoa súng vào đấy, rồi trồng cái gốc cây hoa sen xuống đấy, một cái nhánh cây sen xuống đấy. Đây lúc đầu tiên mình chỉ trồng có 1-2 nhánh sen này nha các bạn. Rồi xong là nó đẻ ra khắp nơi như này. Cái cây sen này nó đẻ khác mọi người, nó thò cái ngó ra dài ra như cái rễ đấy, xong rồi nó đến đâu nó cảm thấy nó mọc lên thì nó mọc lên như kiểu cái măng tre đó. Đấy thì các bạn sẽ trồng nó xuống, khoảng một thời gian thì nó sẽ lên được như thế này. Đấy, của mình nó nhỏ xíu này thôi nhưng mà nó rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Nhìn nó đơn giản như thế này thôi. Cả hoa nụ đấy, rồi là quả sen đấy, quả sen đây đấy, quả sen đây nha các bạn. Đấy thì các bạn trồng, có thể trồng chơi, rồi là trồng như thế, rồi các bạn đặt như thế một thời gian rồi thả cá vào đây, các bạn thả cá này, rồi các bạn có thích ốc gì nữa các bạn thả ốc vào đây, rồi có cá đấy, cá nha các bạn. Thế thì mình sẽ giới thiệu tiếp là thế nào. Ở đây cái hồ này của mình xây là nó khoảng cao, khoảng cái chiều cao này khoảng 40 phân thôi. Đấy, 40 phân thì mình để nước khoảng 30 phân nước, xong thì mình thả vào đấy. Thế còn cây hoa súng thì nó đẻ rất là nhanh, nó đẻ lên từ cái giữa, cái chỗ cái giữa của cái lá này các bạn. Đây cái lá này, ở cuống lá giữa này, nó đẻ lên ở giữa cái cuống lá này. Đấy thì đây có một cái mầm đang mới đẻ lên từ giữa cuống lá, nó sinh trôi rất là mạnh, còn hoa sen thì nó nở thế. Đấy. Thế thì các bạn có thể là cho nước vào, các bạn trồng như thế đơn giản, rất là đơn giản. Và mình có một cái tiểu cảnh, cái hồ có hoa sen, hoa súng đầy đủ, có cá vàng cũng như người ta làm ấy, thì nó đơn giản thôi. Ở trong vườn các bạn làm như thế thì nó sẽ có những cái tức là cái thú vị của mỗi người có một cái ấy. Đây là một cái ngó sen đang lấy nụ đấy, rất là thích, thực sự rất là thích. Nếu những bạn nào đam mê những cái điều nhỏ nho như mình như thế này thì các bạn sẽ thấy rất là thích thú, rất là thú vị khi mình làm được một cái hồ sen nhỏ nhỏ như thế này. Mình vẫn gọi nó là hồ sen, nhưng thực ra nó nhỏ, rất là nhỏ các bạn, nó không có lớn đâu, nó chỉ đường kính nó chỉ tầm 1,5 mét thôi. Đấy,
bông súng đăng trong độ đẹp. Bên kia một bông nụ, nụ rất là nhiều ở dưới này. Đây các bạn, nụ súng con bé thế này đấy, nụ cái súng đấy đấy. Xung quanh là hoa hồng, nhưng hoa hồng mùa này không phải là mùa hoa hồng các bạn. Hoa hồng mùa này hoa nó rất là nhỏ, đầu nhưng mà rất là nhỏ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vinh Gà. Nếu cảm thấy hay thì hãy like, share, chia sẻ, nhấn đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ Vinh Gà nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn.